Rồi ví dụ nè, giá cho này bỏ, nếu mình tách ra hai cái này thì chỉ có bán giày là nó theo size thôi, còn cái chất liệu mình bỏ luôn, tức là giá theo đổi cái gì thì mình phải theo đổi một cái thành một chỉ tiêu thôi, làm cho nó dễ, chứ vừa màu và vừa size mà khác giá nữa là làm cực lắm nha. Cho nên mình tự quyết là mình sẽ theo cái gì, giá theo cái gì. Giá theo size thì bán giày, giá theo màu thì bán ô tô bán mô tô, ví dụ như vậy. Bán xe màu trắng thì giá khác, màu đen giá khác, màu đỏ giá khác. Đấy, nó phải thực tế như thế á, chứ không phải là theo em nghĩ nó nên như vậy nha. Còn ví dụ như trong cái chi tiết sản phẩm thì không thể nào nó có cái tên sản phẩm trong đó nữa, không cần. Còn cái tên này tên gì các bạn giải thích cho tôi đi nha. Rồi IMG ID sản phẩm, rồi giá theo size, rồi ok số lượng đã bán. Làm này để làm gì nè, mình có tính tồn kho không? Không có tính tồn kho thì bỏ này luôn, hình dung không? Rồi cái mô tả này nằm đây cũng được hoặc nằm bên đây cũng được, chả sao. Mà nếu mà giá nó thay đổi theo size thì cái mô tả sẽ nằm bên đây nha. Nếu mà giá theo đổi theo size, giá theo đổi theo màu thì cái mô tả này không thể nào mà theo size theo màu được, nó phải theo bên đây nè. Nó là giới thiệu chung về sản phẩm đó, nhưng mà sản phẩm đó nó có nhiều size thì mỗi size giá khác, mỗi màu giá khác, ví dụ như vậy. Thì cái mô tả này nằm bên kia là ok. Rồi tự nhiên phát sinh ra quỷ bình luận để làm gì vậy, mà không biết ai bình luận luôn ha, không biết ai bình luận luôn. Đấy cái này nữa nè, hình dung không? Mọi người ơi, mọi người à, mình góp ý đi mọi người ơi. Alo sao ạ? Nhóm mình ơi, nhóm mình ơi, tại sao có ai đi bình luận đây à? Mình bình luận cho họ lóc là được rồi, khỏi bình luận cho kia. Ai nó chỉ, nó chỉ vui lắm nè. Cái bình luận nó chỉ vô đây mà trong đây không có ai đi bình luận. Một cái bình luận, hay sao mỗi nhóm nào nó bắt đầu nó sửa bài là nó sai từ lưa tới lã trên trời. Ai làm chính đây vậy? Lên đây, mấy đứa nó ồn quá, tôi nói chuyện hết nổi rồi. Tên gì? Dạ, Hồ Vinh Đạo. Hồ Vinh Đạo. Cái bình luận em chỉ lộn thì em chỉ vô cái chi tiết mới đúng. Chi tiết không đúng em. Chi tiết nó chỉ là, nó chỉ là một cái biến thể của sản phẩm thôi, nó phải là này nè. Cái chi tiết sản phẩm chỉ là một cái biến thể của nó thôi, tức là nó có giá theo màu là xong ha, và nó có số lượng bán theo màu cũng được, nhưng mà bây giờ mình không có quản lý kho thì mình bỏ số lượng bán ra, kịp không? Rồi cái mô tả nằm bên đây thì em đang chỉ cái này qua đây là đúng rồi đó. Cái này bỏ ha. Rồi bây giờ ví dụ nè, tôi ví dụ một cái mã bình luận, có khi nào mà nó bình luận luôn cái khách hàng, có khi nào nó bình luận luôn cái sản phẩm không? Không. Ừ thì không, thì nếu mà mình để chung như vậy thì mình sẽ giải quyết như thế nào? Khi mình tạo database, chắc chắn là database tạo không được rồi đó,
kịp không? Thì ví dụ như mình sẽ giải quyết cái chuyện là cái này nè, hai cái này nè, nó không có sự ràng buộc. Ví dụ như nó là không, tức là nó không phải là khóa ngoại luôn á, nó là no expel luôn á, tức là nó không có mối quan hệ hết á. Nếu là nó không thì thằng bình luận này là của thằng này, hiểu không? Nếu này là có thì hả, nếu này có thì này là bình luận cho này, thì mình gom chung bản vậy là được. Còn về mà em kết nối vậy xong á, mới mốt lặp lại ra bài tạo không được, để sai, để đi sai. Tại vì một bình luận không thể nào bình luận lúc là sản phẩm và bài blog được, chỉ được một cái thôi. Đúng rồi. Ủa, nó làm lộn xộn chứ, chỗ này lộn xộn. Bây giờ ví dụ như mình bình luận cho cái sản phẩm thì mình bỏ lóc này luôn, còn để lóc thì bình luận cho lóc không thôi, hoặc là em phải phát sinh ra thêm một cái bình luận cho lóc, một bình luận cho sản phẩm thì nó mới đúng. Tại vì một người không thể nào bình luận cho sản phẩm và bình luận cho lóc luôn. Mà em đang kết nối tào lao nè, cái này em kết nối qua đây, ủa sao lộn xộn như vậy? Em chỉ tào lao rồi nè, ví dụ em cái này nè là bình luận cho sản phẩm đúng không, tức là một người nè sản phẩm bình luận cho sản phẩm nè, đúng nè ha. Rồi em phải có một bảng nữa là một người bình luận cho blog. Không để chung được không? Sao để chung được? Chung nó bị trùng. Một người không thể nào mà vừa bình luận cho sản phẩm vừa cho bình luận cho blog được. Ừ, nó không thể nào có hai cái này cùng lúc được, một ID sản phẩm với một ID blog được. Cho nên em để ID bình luận qua đây là em sai nè, cái này trỏ qua đây là sai. Tức là nếu mà ID bình luận vô đây á thì em sẽ hiểu là nó không có kết nối, nó bằng không. Cái nào bình luận thì cái đó có cái số lên, chỗ nào không bình luận nó bằng không, default nó bằng không, và em đừng có tạo kết nối cho nó là được. Và khi mình thêm sửa sói là ok, không sao hết ha. Nói vậy đó, cho nên mình phải chọn lại blog, mình không cho bình luận chẳng hạn, mình chỉ cho bình luận sản phẩm thôi là xong. Blog chỉ là viết bài thôi, không cho bình luận, vậy thôi. Viết bài để quảng cáo sản phẩm nghe. Thì cái này nè, cái này nói qua đây đúng rồi nè, và một người bình luận cho một sản phẩm đúng luôn rồi nè. Rồi mình lấy tên hoặc là email đúng rồi nè, nội dung bình luận là xong đúng luôn rồi nè. Đó, ID bình luận nó sẽ không có ở đây, bỏ. Nên nếu mà em làm, ví dụ như em làm một cái ảnh ở sản phẩm bên mà em lấy cho chi tiết luôn á, thì em sẽ bỏ này luôn để lại dư. Làm sao, làm sao? Là ví dụ sản phẩm nó còn một cái ảnh á, không mà nhấn vô trang chi tiết á, thì cái ảnh nó cũng sẽ đem vô trang chi tiết luôn. Là em ghi mấy cái này là dư đúng không? Nếu ở đây là màu, nó không phải là sai, đây là màu, thì IMG ở đây là đúng, là cái hình này của cái màu này. Còn đây em là sai thì em bỏ luôn, tại vì sai nó sẽ giống nhau thôi. Áo màu trắng thì cái sai nó cũng y chang vậy thôi, người ta đâu biết là bự hơn nhỏ hơn đâu, hiểu không? Ừ. Còn nếu em muốn làm cái sản phẩm này nè, nó có nhiều hình để mình làm cái album ảnh, thì cái này nè em phải trỏ ra một cái bản khác. Cái đó em biết rồi nhưng mà em không làm. Ừ thì đấy. Còn không thì em gom lại, ví dụ như em không có giá theo size thì em cứ gom lại một khoảng một duy nhất là xong, cho nó đơn giản, gom hai cái này chung lại là đơn giản hơn, cho nó dễ em làm cho nó được, rồi từ từ mình tính. Ví dụ như mà em làm xong hết á thì em mới phát sinh ra là ừ, sản phẩm tôi kinh doanh là nó có giá phụ thuộc vào size, là sản phẩm tôi kinh doanh có giá phụ thuộc vào màu, thì lúc đó mình thêm bổ sung không sao hết. Còn ngay từ đầu mình phân tích gì là mình bị sai, sai ha, sai nhiều lắm nè. Rồi quyết định lại là ví dụ như mình làm blog thì mình khỏi cho bình luận đi, quan trọng là bình luận cho sản phẩm, nó quan trọng, blog không cần qua bình luận đâu. Ví dụ như đây là một website mà mạng xã hội á, thì ok blog thì cho bình luận, hoặc là website này website về du lịch á, ok blog cho bình luận để mình lấy khách hàng. Còn cái này không cần nha. Còn nếu em cần nữa thì em phải phát sinh ra thêm một cái bảng nữa, bảng bình luận. Còn không á thì em phải để ID bình luận vô đây luôn, và em phải giải thích là trường hợp nếu mà thằng này là không thì thằng này không phải là không. Nếu là nếu em làm blog mà em làm chung một cái danh mục bên này rồi, em lấy chung cái danh mục bên này sao được, danh mục sản phẩm khác, danh mục blog khác chứ.
hai cái nó sao giống nhau được, không thể nào giống nhau được. Còn nếu em làm chung cũng được, nếu như em sẽ thêm một cái cột nữa, cái cột phân loại á, tai hay là cai hay là gì đó tùy em hiểu. Nhưng mà nếu là nó là số 1 là đó là danh mục của sản phẩm, nếu nó là số 2 thì đây là danh mục của blog, để cho mình tiết kiệm cái bảng thì ok, gì cũng được không sao nha. Rồi danh mục này là danh mục không phân cấp, hiểu không, nó chỉ một mục một thôi, không phân cấp nhiều. Ví dụ như thời trang nam thời trang nữ là xong, chứ không thể nào mà thời trang nam mà đồng hồ thời trang nam, áo thời trang nam, quần không được như vậy. Tại vì cái bảng mình chỉ có hai filter, hai cái filter này thôi nè, nghĩa hai cái trường này thôi, thì nó là danh mục một cấp. Còn ví dụ mình muốn làm danh mục hai cấp á, ví dụ như thời trang nam rồi vô cái đồng hồ á ha, thời trang nam vô cái quần á, thì ở đây mình thêm một cái ID nữa, ID cha nữa, ID parent á, thì mình mới xác định được thằng nào là con của thằng nào. Còn hiện tại này là một cấp một duy nhất á. Ừ, thời trang nam ra hết sản phẩm, thời trang nữ ra hết sản phẩm là xong, mình không có filter được luôn. Rồi cái chỗ này sai tiếp nè, cái chương trình giảm giá của mình đó, nó áp dụng trên cái gì, áp dụng trên toàn đơn hàng hay là áp dụng theo danh mục hay là áp dụng theo sản phẩm? Áp dụng cho một cái giỏ hàng đó, giá trên một cái giỏ thì là đơn hàng, áp dụng cho đơn hàng thì nó không thể nào nằm đây được, nó phải nằm phía bên đây nè, bên chấp check out nè. Ở đây nó không tính được, tại em để vô đây á thì nó áp dụng theo một sản phẩm, tức là ID sản phẩm này nè, nó giảm bao nhiêu phần trăm hay là giảm gì đó nằm đây không được. Mình giảm giá cho một giỏ hàng thì nó phải nằm bên đây, tức là sau khi người ta ép vô giỏ hàng xong hết rồi, tổng đơn hàng là bao nhiêu thì mới tính được cái mã giảm giá này. Còn hiện tại cái giỏ hàng ngay này cho em nè, nó chỉ lưu là sản phẩm đó, số lượng nhiều, đơn giá nhiều, thành tiền nhiều là ok. Cho nên cái này mình không được để đây, bỏ này. ID giỏ hàng đúng, ID chi tiết sản phẩm đúng, số lượng đúng, thành tiền đúng, phí vận chuyển nằm đây không được, tiền phải trả nằm đây không được, nó phải nằm bên đây hết. Nó là cái trang đơn hàng nó mới đúng, tại vì nó tổng hết mấy cái này nè, nó mới ra được cái tổng tiền giỏ hàng, thì có tổng tiền giỏ hàng rồi mới cộng thêm phí vận chuyển thì mới ra được cái này. Còn cái tổng tiền này là tổng tiền của số lượng nhân với đơn giá. Đơn giá đâu, hiểu đơn giá thì sao nhân giỏ hàng à, em tưởng để đơn giá ở đây luôn, tính luôn sai quá nhiều luôn. Đừng đòi làm thiếu đơn giá ha, thiếu đơn giá, số lượng đơn giá đâu rồi, có này có nhỏ đây cả. Đơn giá đâu, quá trời sai luôn. Bốn bảng là fail. Làm khoảng 6 bảng, 7 bảng là ok rồi, đừng làm gì. 4 bảng là fail nha. 5 bảng thì được, nhưng mà tôi sẽ đẻ cho em một bảng, đẻ thêm một bảng nữa. 6 bảng là đẹp nhất. Không có xóa. Phải làm. Phải làm. Trời trời, mình quản lý khách hàng mà trời. Giỏ hàng sai nữa nè. Nha. Yeah. Rồi bây giờ nè, cái mã giảm giá đưa vô đây là sai rồi, cho nên về em vẽ lại hết đi. Em vẽ lại hết cái này, để đây không được. Còn hai cái này vẫn đúng. Cái này đơn giản rồi. Cái này là bản đơn đơn giản rồi, cái này bản đơn đơn giản rồi, cái này bản đơn cũng đơn giản. Ví dụ blog sẽ bản đơn đơn, đơn, đơn giản. Như em làm một cái slide xong em dẫn vô cái nó sẽ liên kết qua một cái sản phẩm giảm giá. Đây là làm vậy đúng không? Đúng rồi. IMG nè. Thấy thò nè, nửa xíu luôn nó thấy luôn. Hả? IMG nè, thấy thò đúng nè, sub thấy thò đúng luôn nè, link đúng luôn nè, như đúng rồi. Con cái là nếu trên website của mình đó, nó có bao nhiêu cái slide
hay là nó chỉ có một slide duy nhất ngay cái trang cổng thôi, mấy trang con không có slide ví dụ như vậy, thì này đúng chỉ một chỗ duy nhất thôi. Còn ví dụ như mình muốn làm là nó có nhiều vị trí khác nhau, em tính làm nhiều vị trí khác nhau, nhiều vị trí khác nhau thì mình phải thêm cái vị trí vô. À, mình quy định trên trang chủ cái phần phía trên là vị trí số 1, cái phần giữa giữa vị trí số 2, phần cuối trang là vị trí số 3. Tại mình quảng cáo phân cáo nhiều chỗ để ở trên ông thấy nó thấy dưới, và mình làm slide nó chạy nhiều hình thì ở trên ta chưa tới thấy hình kia, nhưng mà người ta lăn xuống ta thấy hình kia, ví dụ như vậy, thì mình phải tiêm một vị trí vô. Còn nếu mỗi cái slide là mỗi hình khác nhau thì sao? Mỗi slide mỗi hình khác nhau thì sao? Slide mình tập trung hết chứ, slide tức là nhiều hình. Thì mỗi cái khác nhau là nó ăn thua vào cái vị trí nè. Vị trí số 1 thì nó lót những banner nào, vị trí số 2 nó lót những banner nào, vị trí số 3 nó lót những banner nào, thì mình que cái vị trí thôi là ok. Đấy, ngon lành ha. Vẽ sơ lại chỗ này liền luôn để coi đúng hay sai. Rồi cái phần check out nè, first name, last name. Ví dụ như cái chỗ này nè, mình gom lại thành tên luôn cũng được nữa, khỏi cần last name, first name gì chứ nha. Email, ủa nhiều quá, chỉ một vị trí hai. Ở đây phí vận chuyển, ở đây phí ship là sao? Phí ship là phí vận chuyển. Đấy, toàn ơi đất cười. Em làm gì? À, tổng là đúng nè, nha. Có cần thêm này không? Cái này cũng đúng luôn nè. Có cần thêm company không? Company là cái công ty á. Tức là mình phải quan tâm coi khách hàng mình là ai để cũng được nữa, nhưng mà cơ hội mình làm front end á, có thể là không cần cũng được cũng sao hết. Người ta giao hàng rồi chỉ cần biết tên, chỉ cần biết số điện thoại là ok rồi. Đâu cần tới country đâu, đâu cần tới company đâu, đâu phải bán hàng quốc tế đâu. Như em đơn giản lại layout là video. Bỏ bớt đi em. Không ai nhập mấy cái này đâu. Đúng rồi. Nha, bỏ bớt nha. Boycott cũng không cần nữa, cần đi. Để ví dụ như người ta mình chuyển hàng qua bưu điện hay gì đó, gửi đó thì ok. Bộ họ góp ý cái phần này kỹ lắm mà sao giờ làm cho không đúng gì trời. Em chưa xem lại cái video kia. Đó. Em mới xem sơ một phút. À. Bộ họ góp ý cái phần check out này kỹ lắm nè. Em làm gấp. Cái này là ai mua thì người đó nhận nè. Mình mua mình đặt hàng mình tặng cho người khác không được. Đó. Rồi, bây giờ là cái phần giảm giá đem qua đây là ok đó. Bỏ này là xong, tại mình có cái tiền hàng rồi nè. Thì cái tổng tiền nè, trừ cái phần giảm giá ra thì nó còn cái này. Em phải sắp xếp sao cho nó logic, cho đọc cho nó dễ cái trời. Không, cái này là cái tiền á, cái tiền mà của một cái sản phẩm á, còn tổng tiền là đã trừ phí ship rồi. Vậy là xong rồi đó. Rồi bỏ hết mấy này là xong luôn. Ờ. Bỏ hết mấy này đi. Ở đây xong nè. Tiền hàng nè, trừ phí ship ra cái tổng nè. Rồi có phương thức thanh toán nè, tức là cái khúc này ok. Khúc này duyệt. Khúc này ok. Còn khúc trên đây mình phải suy nghĩ lại. Vị trí 1, vị trí 2 có cần không? Nha. Mà trong khi đó là mình chỉ cần cái tên, điện thoại thôi, gửi giao hàng rồi nè. Địa chỉ thì thanh toán để dành thanh toán online. Chỉ cần một địa chỉ một duy nhất thôi. Còn ví dụ như mình làm địa chỉ này là địa chỉ 1. Rồi mình làm địa chỉ 2 á, thì mình phải có là số điện thoại của người thứ hai. Mình phải có địa chỉ người thứ hai nữa thì nó mới đúng. Tức là mình mua hàng mình tặng cho ai là cái địa chỉ 2 á. Đừng làm chi tiết theo cái bán hàng quốc tế. Mình đối tượng của mình là người Việt Nam đi là sao? Nhé, về sửa liền để người nhà quên. Gửi vô cái này vô lúc đó. Rồi. Contact là ok, luôn những thông tin contact. Vai trò. Rồi, nói vai trò đi, tại sao phải ra cái bảng? Người dùng với lại admin lên phân ra hai cái. Vậy mắc gì tách ra làm chi, có hai người tách ra làm chi? Bên này em dựa em cũng nhìn theo cái đó của mình mà hồi trước của không cần bỏ đi, bỏ bớt đi, quá đơn giản. Thì ngay cái chỗ vai trò này nè, ngay cái chỗ vai trò này nè, mình có cái giá trị cụ thể luôn.
ví dụ mặc định khách hàng đó là giá trị không, admin là giá trị một. Còn nếu mình làm vai trò đó thì á, vai trò này dành cho admin nha. Ví dụ như admin có cái quyền full, admin có quyền full đó, admin có quyền là hóa đơn, admin có quyền là sản phẩm, nó lại khác nha. Thì lúc này á thì mình mới cần tới cái bảng này để mình mô tả, còn không thì thôi, không thì thôi, mình chỉ cần là một cái khách hàng với một cái user là xong nha. Rồi khi thiết kế database thì mấy cái này mới quan trọng đó nè. Đó, cái nào bắt buộc, cái nào là không bắt buộc, cái tên đăng nhập, cái mật khẩu, cái email là này là những thông tin bắt buộc. Còn những cái này có hay không có không sao. Cái này mình làm tương đối được. Hả? Cái này mình làm tương đối được, không cần làm bắt buộc á. Cái đó là trong cái database của mình á. Trong database mình tạo á. Mình tạo bắt buộc, cái này là bắt buộc nha. Trong database, trong các bảng của BB Mac đi đó. Đó. Làm kỹ phần này nữa nè. Rồi. Em hiểu blog là gì không? Thôi. Blog là gì? Blog là gì? Em hiểu blog là gì không? Trong đấy rồi. Thì trong cái database của em á, trong dự án của em á, blog là gì? Chỗ nào? Blog nè. Blog là cái trang viết bài á. Cái chức năng của blog để làm gì? Mấy đứa quỷ kia nó không nghe đâu. Rồi tôi hỏi nó làm sai nữa. Ác dễ sợ. Giờ tôi nói hoài 800 lần. Có một chuyện nó hoài nó quỷ. Cứ bí hai nhóm thôi là có đồng rút kinh nghiệm được rồi. Để làm blog có vai trò làm gì? Giống như viết bài thì rồi đăng viết bài đăng lên. Ai viết bài ai đăng? À, có người đăng bài, người đăng bài nhiều người là ai? Admin rồi khách hàng. Rồi, ok đó, hiểu bài đó rồi. Admin khách hàng đâu? Đâu có ai đâu, cái người đăng bài, người đăng bài hả? Rồi đâu cái bảng liên hệ đó đâu? Kết nối với bảng nào? Được rồi, tào lao. Em cứ tưởng để cái tên người đăng bài thôi. Người tưởng em chỉ cần cái tên thôi à? Hay quá, em chỉ cần cái tên thôi à? À, liên kết khách hàng đó. Trời chứ sao? Ôi đất ơi, đó thì nói gì là đúng, đúng blog đó. Còn nếu mà em không nói người đăng bài là nó chỉ là bài viết, nó chỉ là tin tức thôi. Blog là có người đăng nhập, có người đăng bài, tức là đăng nhập được mới cho đăng bài, thì nó phải liên kết tới cái này, tới cái bảng này là đúng rồi nè. Ngày đăng bài, người đăng bài đúng rồi nè, nội dung đúng, tiêu đề đúng, IMG đúng. Bỏ bên này, bỏ này rồi ha. Rồi resend post đó gì em? Cái bài đang mới nhất. Bà nội nó cơ đâu cần con. Bỏ luôn. Mình chỉ cần order by date rồi mình lấy những cái bài mới đưa lên thôi là xong.